Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, theo đúng ra đó mình học về sám hối sáu căn, thì trong mỗi căn trước khi mình vô cái nội dung này nè, thì chúng ta theo đúng ra là phải học những cái phần giáo đầu nó trước, tức là những cái bài dân hương cuối đêm, rồi tiếp theo đó là tới cái phần kệ dân hương, kệ dân hoa. Rồi tâu bạch nè, rồi mới đi vào nội dung. Nhưng mà thường thường ta sẽ lược bớt những cái phần trên đó đi, tại vì những cái phần mình vừa đọc qua đó nó mang cái tính chúc tụng và nó ảnh hưởng của cái văn chương mà của trong cung đình đó, nó thiên về văn học nhiều hơn, nó ít có nói chuyện tu hành ở trọng. Mà cái phần này mà nó nói chuyện tu tập nè, cho nên mà thượng dạ thôi lược những cái phần kia, vô thẳng những cái mình hay tụng hàng đêm á, nhất là cái ý căn này mỗi đêm mình mỗi tụng nè, ha, nhắc tới nhắc lui chỗ đây nó quan trọng. Thường thường mình tụng sáu căn rồi mình bỏ đi những cái phần giáo đầu kia hết, chúc tụng tâu bạch rồi bỏ hết, tại vì đó nó ảnh hưởng của văn học. Mấy ông vua hồi xưa nó giỏi lắm, chữ nghĩa giỏi, và làm thì có bài có bản, đúng không? Nên nó rườm rà. Mà những cái bài đó thì thiệt ra nó chỉ tại cảnh thôi, tại cảnh trong cung đình, tại vua mà, cho nên hòa thượng nói không cần thiết lắm, vô dạy thẳng vô mấy cái chỗ tu này thôi, cho mình cũng theo lời hòa thượng á, chỉ hướng dẫn vô căn đầu tiên, căn mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân. Hôm nay mình học tới căn ý, là căn cuối cùng. Là như vậy. Đâu đó mình đã rõ cho quý vị biết. Chứ quý vị mà dở khó lục ra là trước mỗi căn là có những cái phần đầu của nó. Dạy cũng phải mất mấy kỳ luôn á. Mấy cái bài tâu bạch rồi đó. Mất thời giờ lắm. Xét ra thì cũng không quan trọng lắm. Ảnh hưởng về chữ nghĩa rất nhiều. Chuyện tu thì cũng ít thôi, trong đó tả cảnh trong cung đình thôi. Mấy ông vua này ông giỏi lắm, văn võ song toàn, chẳng những đánh giặc giỏi, vua nhà Trần, mà về chữ nghĩa cũng giỏi nữa. Danh ngày nó hơi trọng về văn học á, trong những bài văn này tả cảnh nhiều lắm, không đầu. Giờ mình vô trong nội dung. Thường thường sám hối á, chưa vô liền căn ý đâu, mà có một cái phần mỗi căn đều có hết. Mở đầu là chí tâm sám hối, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, bỏ mất bản tâm không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước khó tránh hối sau. Nhớ không? Căn nào cũng có bốn con này đi đầu hết. Đến chi ạ? Nó là cái tổng quát nhắc nhở mình nè, tại sao có cái nghi thức sám hối này. Tại vì từ đó giờ quá trời lâu trôi lăn ở trong luân hồi, không những vài kiếp gần đây đâu mà vô thì kiếp, tức là nhiều nhiều lắm, mình đã trôi lăn rồi. Mà cái sự trôi lăn đó, sự luân hồi đó, do mình không biết, không nhận ra được cái bản tâm của mình. Nhưng bản tâm chính là cái chân tâm đó, tức là tâm Phật của mình. Mình bỏ quên nó đi. Mình không biết được con đường chánh để mình đi, để mình trở về bản tâm đó. Rồi mình rơi vào ba đường khổ. Không biết đường chánh thì đương nhiên đi vô đường xấu ác để mà khổ. Mà tại sao vậy? Do cái nguyên nhân nào? Do cái động cơ, cái gì mà làm cho mình tạo tội? Sáu căn, do sáu căn lầm, bởi sáu căn lầm, chỉ rất rõ. Nhập đề là tổ chỉ rất rõ. Sở dĩ mình trôi lăn, tại vì mình tạo tội, mình mới trôi lăn. Tại sao mình tạo tội? Tại vì mình theo sáu căn, mình gây tội. Ví dụ con mắt, mình thích nhìn sắc đẹp, lỗ tai mình thích âm thanh hay,
Rồi cái mũi thì thích ngửi mùi thơm, cái miệng thì thích diễn diễn ngon. Đó, những cái đó nó kéo mình trôi lăn trong dòng luân hồi. Mà tu theo Thiền Tông là gì? Theo Tổ Trần Thái Tông dạy là mình dừng những cái nghiệp đó lại bên sáu căn của mình, tức là mình bắt đầu trên đường mình trở về với cái tâm Phật của mình. Và để bắt đầu cái hành trình đó đó, mình phải biết sám hối, biết sám lỗi trước, rồi tránh cái hối sau. Nếu thôi mình cứ vết cũ mình cứ đi theo đó hoài, khi mình biết sáu căn có lỗi rồi mà mình không biết dừng, mình không chịu sám hối là mình không có gì hơn. Là phải biết ăn năn, đối với cái lỗi trước mình chưa nó đi, lỗi sau mình không có phạm, thì mình mới tu được. Cho nên công năng sám hối rất lớn, nó nhắc mình tu hành. Cái tật của chúng sinh biết đạo rồi đó, hiểu, học kinh hiểu rồi đó, nhưng mà không có chừa những cái thói quen. Tu là gì? Chừa những cái thói quen đó đó, sửa những cái đó lại. Mình sai rồi, mình biết mình trật rồi, mình dừng nó lại, không làm nữa. Đó là mình tu. Mình như vậy đó. Chứ quý vị học, hiểu rồi để đó thì vô ích thôi. Hiểu phải bắt tay thực hành. Đây, thực hành tức là mình sám hối, rồi mình tu tập, mình dưng những cái nghiệp ác mình lại. Mình như vậy. Đó là tu. Tu rất là trên cái cách dạy thì nó giản đơn như vậy, nhưng mà làm thì nó du khê. Tại vì thói quen của mình khó sửa lắm. Cái tật của mình á, cái thói quen thì người đời gọi là cái tật. Thế nó thành cái tật rồi, khó sửa. Nó đi vào cái lối cũ rồi, giống như con ngựa nó quen đường cũ rồi, nó cứ chạy theo cái lối nó hoài. Sở dĩ phải có tu tập này để canh nó lại, không cho nó chạy đường cũ. Đường mà không được chính đúng đắn đó, không phải đường chánh đó, để sửa nó lại, cho nó chạy con đường chánh cho nó. Mở màn là nhắc cho nó trước, rồi mới đi vào chi tiết này. Nghiệp căn ý là nghĩ vơ nghĩ vẩn không lúc nào dừng, mắt ngứa tình trần kẹt tâm chấp tướng, như tòng kéo kén càng buộc càng bền, như bướm lao đèn tự thiêu tự đốt. Những câu này hay ơi là hay, nhưng mà nó khó. Mình mà không học kỹ đó, mình sẽ bị những cái từ ngữ khó này nó cản trở mình đó. Nếu Hòa Thượng không dạy cho mình không chịu học đó, thì mình sẽ biết rất là mơ hồ, mơ màng, không rành hết. Thí dụ mắt mướt tình trần là sao? Mình không hiểu chữ mắt mướt. Đầu tiên là nghĩ vơ nghĩ vẩn chứ. Nghĩ vơ nghĩ vẩn là sao? Đầu từ con nói thầy nghe con nghĩ vơ nghĩ vẩn là sao? Mình phải biết chứ, là mình chừa chứ. Nghe nói vậy thôi, không hiểu sâu rồi làm sao tu? Nghĩ vơ nghĩ vẩn là sao? Nói thầy nghe coi. Một người đứng lên là sao? Mình cái ý mình biết, nhưng mà mình thiệt ra cái tật chúng sinh á, thì từng nói qua cái mình nói mình biết rồi, nhưng mà truy lại mình tức là mình không rành, mình trả lời không được, chứ đó là mình không rành. Ví dụ thầy hỏi tôi nghĩ vơ nghĩ vẩn là sao, còn tả cái này, trạng thái này nghe coi. Nghĩ tùm lum, không hẳn là nghĩ tùm lum, nghĩ tùm lum chỉ là một khía cạnh thôi. Nà, thế giờ chứng tỏ chưa rành lắm á, chưa rành lắm. Đối với tâm ý mình phải biết rõ rồi đó. Nghĩ vơ nghĩ vẩn không lúc nào dừng nha, nghĩ tùm lum là có lúc nó dừng. Cái này nghĩ vơ nghĩ vẩn mà không lúc nào dừng nha, làm sao? Nà, suy nghĩ cho kỹ đi rồi nói. Có phải cái tâm ý chúng ta đó, chúng ta thường có cái trạng thái là gì à? Chúng ta nghĩ nhưng mà không có mục tiêu, không có mục đích, vơ vẩn là vậy đó. Trong lúc nào chúng ta, trong lòng chúng ta vậy đó, cứ nghĩ mà không biết mình muốn cái gì, đúng không nào? Vơ vẩn à, mình không xác định rõ mình muốn cái gì. Cái tâm ý của chúng sinh cạn cợt, gọi là phàm phu,
hạng là tầm thường đó, là luôn luôn như vậy. Còn có những người họ có chủ đích đàng hoàng chứ, họ làm việc giống như người trí thức, họ có ăn có học, họ làm điều gì họ biết rất rõ chuyện của họ. Sáng là lên kế hoạch dễ ra làm thế đó, con người đó là người thành công đấy. Còn người phàm phu á, người bình thường hạng trung bình tới xuống thấp ở dưới, không có chủ đích gì, tới đầu tính tới đó làm gì, không có kế hoạch, không có cái gì hết trơn, để tâm ý mình lông bông đó, chứ không phải lung tung, lông bông á, tức là hết chụp này chụp kia, không có rõ ràng gì hết, không biết làm gì hết, nói chung là gì, chứ cuộc đời không thành công được, không biết mình làm gì, không biết mình làm gì á, cả ngày từ sáng tới chiều không biết làm gì, cứ nghĩ vơ nghĩ vẩn. Người như vậy là hỏng đấy, cuộc đời hỏng đấy. Trong chuyện tu hành cũng vậy, không biết mình làm gì, không biết cột tâm mình lại. Cái thâm nhất của thiền, nó chưa phải là thiền tông, thiền nguyên thủy, thiền đại thừa, là mình làm gì biết rõ cái đó. Hoặc là mình cột tâm ý mình vô cái chuyện làm của mình. Đừng có, lông bóng, đừng có vơ vẩn nữa. Đúng. Thì ra đúng là vớ vẩn đó. Vớ vẩn làm vớ vẩn quá, làm có chủ đích hết trơn. Có đúng nhờ phần lớn những người tầm thường là như vậy, để cho tâm mình nó rong ruổi, nó chạy đầu này đầu nọ, không cột nó lại được, không bắt nó vào trong cái khuôn được. Tu là gì? Cạn nhất cho nó vô khuôn cái đó, đó là tu cạn nhất á. Đừng cho đừng có chạy, cho tụi nó chạy. Nó giống như con ngựa, tâm viên ý mạng, ý mình như con ngựa đó, nó chạy. Giờ tôi là bắt nó đi đúng đường. Là như vậy. Như vậy, hiểu không? Cái thấp nhất là như vậy đó. Chưa nói tới tôi thường thừa, thấp nhất là phải cho nó đi đúng đường cái đó. Khuôn nó vô con đường, cột nó lại. Con ngựa thì phải cột nó lại, không cho nó nhảy nhót tùm lum. Con ngựa thì phải cho nó mang hàm thiết, mang ương cương yên để mà hướng dẫn nó đi đúng đường. Nhớ tâm mình như tâm viên ý mã, tâm như con vượn con khỉ, nhà như con ngựa, nghĩa là nó chạy lăng xăng lộn xộn, không có kỹ cương gì hết. Nó nghĩ vơ nghĩ vẩn, không đúng nào gì nhỉ, ta nói về cái tâm của mình mà. Rồi sau nữa, mắc mưu tình trần. Đã chứ mắc mưu thì con cũng đâu có chịu tra đâu. Mắc mưu là sao? Đúng không? Không biết luôn. Mắc mưu là sao? Mình phải rành, vô tình trần là cái gì? Đó, mình cứ nghĩ là mình biết, nhưng mình biết đâu có sâu đâu. Không rành gì hết, rành sâu tố. Đúng không? Thì ra, tại sao mình học đạo? Tại sao hòa thượng chủ trương thiền giáo song hành? Đến chi? Để mình biết rõ những cái gì kinh điển dạy mình đó, mình thích ham. Mình này biết sự sờ, nghe nói cái chấp nhận, ừ vậy đó. Vậy đó, không biết đặt tay đâu tôi. Nghe cái từ ngữ mình còn không biết, rồi cho mình thôi. Tình trạng là gì? Học quyền. Mắc mướn là sao? Học quyền. Tôi dạy, không biết rồi sao tôi đây. Đúng không? Cái tật chúng sinh là như vậy đó. Dễ dàng chấp nhận và mình cứ ngỡ mình biết, nhưng mà khi hỏi kỹ là á khẩu không trả lời được. Mất mưu tình trạng làm sao nó thì nghe coi. Một cô ni đứng lên đại diện làm sao à, nghe thấy không? Tạm được, chưa chính xác lắm, tạm xài được thôi. Thì chữ mắc mưu là chính là dính mắc đó, tức là chữ Hán là chấp trước á, tức là trong tư tưởng mình nó không có thông, nó mắc kẹt đầu này, nó kẹt đầu kia, mà kẹt vô cái gì? Tình trần, trần là cái gì?
tượng trưng cho cái gì không phải hiểu. Trần tức là bụi trần đó, trần là bụi, tức là những cái nhơ không sạch. Mà cái nhơ không sạch nó là tình. Chứ tình nó quan trọng lắm á. Mà tình này gồm những tình gì? Đó. Từ ngữ rất rõ mà. Có phải là trong cuộc sống chúng ta, từ sáng cho tới tối này, chúng ta hay nghĩ về cái gì? Đó, tự quan sát thôi. Cái gì mình làm nhơ cái tâm Phật chúng ta? Chỉ trần chính là dơ, nó bụi thì nó dơ, nó nhiễm, dơ, ô nhiễm. Và nó cực nữa, trần lao á, tức là vô chỉ cái bụi á, nó lăn xăng rồi nè, nó bay đâu nè. Và nó dơ, dính vô bàn nó dơ, nó làm cho mình cực, nhọc. Chỉ lao là nhọc, lao nhọc, ta nói trần lao rồi á. Và cái tình nó khiến cho nên mình bị dơ, bị dơ. Còn tưởng á, thì nó khiến cho mình đi lên. Người nào mà tưởng nhiều thì đi lên, tình nhiều thì đi xuống. Đừng quên cái đó, Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ. Cho nên tình trần, tức là mình hay nghĩ tới tình ái, tình dục, cả ngày của mình không rời hai cái tư tưởng đó, cái ý niệm đó, ý niệm đúng không? Phần lớn là chúng sinh là như vậy. Hết nghĩ à, những cái tình cảm trai gái, đúng không nè? Và cái dục tình cả ngày là như vậy. Cho nên mới chìm đắm tình trần này nha. Vậy nó khiến mình, cái Phật tâm mình nó bị dơ đi, bị che lấp cái tình trần này. À, nói càng hơn hay nói là nói chiều sâu của nó. Mà phần lớn chúng ta ưa nghĩ tới những cái đó nhiều. Càng hơn là gì? Hay nghĩ tới những cái dục của ngũ dục thế gian, ăn, ngủ, ha? Tài sắc, danh tiếng, ngũ dục. Hay nghĩ tới cái đó, nó cũng là thuộc về tình trần đấy. Căn mình nó đấm nhiễm như thế đó, sáu căn. Vì gì? Mình học Phật, học Kinh Lăng Nghiêm cho kỹ đó, thì giữa căn với trần nó thu hút lẫn nhau. Nó có sức mạnh, hấp lực, hút nhau. Cho nên chúng sinh khó tu là như vậy. Mặc dù học đạo hiểu hết á, nhưng mà muốn bỏ nó khó. Vì từ vô thị tới giờ nó có cái tật đó mà, cái thói quen thu hút với nhau. Căng thì thích chạy theo trần. Kỳ lạ như vậy. Bây giờ thí dụ mình ngồi mình đóng mắt lên đi, nó vẫn nghĩ vơ nghĩ vẩn về những cái trần đó, những cái ngũ dục đó. Nó đâu dừng dừng. Mình móng mắt ra là chạy theo thôi. Đúng. Sự thật vậy. Cái tai vậy. Mình thích nghe những cái âm thanh. Không cho nghe nó không chịu. Mà trong những cái nguyên thủy á, cái Na Hàm hay dạy, tức là nó đói. Những cái căn mình là nó thích ăn. Cái từ đó rất là hay. Ăn. Ăn cái gì? Ăn thanh, ăn sắc. Tổ tai thích nghe tiếng. Thức ăn của nó mà. Còn mắt thì nó, thức ăn của nó là sắc. Nó nhìn sắc tướng rồi nó thích. Còn không cho nó không chịu. Nó bệnh. Thử á. Ví dụ nhập thất. Thấy nó tù túng khó chịu quá. Không cho nhìn thấy gì hết. Nghe gì hết. Chịu không nổi. Nhưng con đường này con nhập thất lâu rồi mình cũng khen con đấy. Khó lắm à quý vị à. Quý vị bình thường vậy mà bỏ quý vị vô thất quý vị chịu không có nổi đâu. Nó bực bội, nó không chịu, không cho nó ăn mà nó không chịu. Nó đói mà, giống như mình thực phẩm bỏ vô miệng. Mình cấm con mắt mình nhìn, nó không có chịu. Đôi tai mình không cho nó nghe, nó không có chịu. Cho nên khoa học nó chứng minh rõ ràng. Mấy này kinh cũng nói vậy. Bắt một người mà ở tù mà khổ sai đó, chung thân đó. Bỏ vô cấm cố ha, là không được đi đâu, đó. Bỏ dưới hầm á. Bốn vách chỉ nhìn thấy bốn vách tường thôi, họ khùng nó luôn, không cho nhìn, không cho nghe gì hết. Trong một khoảng tịch lặng như vậy, họ không có tô, đâu có chịu nổi. Họ khùng, và họ tự tử trước khi họ ra. Ví dụ kêu họ cấm cố họ 40 năm, 50 năm gì đó, họ sẽ tự giận trước cái thời hạn ra tù. Họ chịu không nổi. Thần kinh họ không cho phép, không cho nó ăn, mắt tai không cho nó ăn. Nó chịu không nổi.
bí bách nữa nè, chuyện bức bách, chuyện là như vậy đó. Duyên có mấy ông thầy tu nhốt mấy ông mà tu thiệt mới chịu nói, tu giả chịu không nói nữa thì mới không chịu nói. Đó là cái cơ hội để mà ông tu yên. Còn người đời mà nhốt họ như vậy họ chịu không được. Đó, ví dụ phải biết sự thu hút lẫn nhau, vậy căng như trần mạnh lắm cái sức của nó. Quý vị muốn thí nghiệm cũng dễ lắm, vô ở trong thách thử biết liền nè. Vật vắt đứa con của quý vị, 5-7 tuổi bỏ vô phòng nhốt nó lại, ừ, nó la làng cho biết. Không có chịu đâu. Chúng sinh này không có chịu. Thích nghe, thích chạy nhảy, thích nhìn, như vậy. Thích sờ mó. Tức là sáu căn phải có sự tiếp xúc thì nó mới chịu. Đó là cái tật mà chúng sinh nhiều đời quen chạy ra ngoài rồi. Và nó giống như gì? Giống như con tầm. Nó kéo cái kén, nó nhả cái tơ ra, nó kéo bọc chung quanh đó. Nó tự nó nhốt nó, nó không biết. Đúng không? Và càng nhả ra nhiều thì càng bền. Càng buộc, càng bền. Đúng không? Nó nhả càng nhiều tức là càng buộc nó lại. Cái kén cột chung quanh nó trong, bỏ nó lại. Mình giống như vậy đó, mình mà sáu căn, mình nó nắm nhiệm sáu trần thì mình giống như con tầm, tự mình kéo kéo mình cột đó. Mình cột cái gì vậy? Mình là cái gì? Là cái tâm Phật của mình đó. Nó bị sáu trần á, cột nó lại, nhốt nó lại. Nó đâu trần nó nhốt cái tâm Phật mình lại. Do căn mình nó thu hút, nó nắm nhiệm, nó chạy theo, tự mình nhốt mình, tự mình buộc mình. Chứ ai buộc mình, ai trói mình. Rồi cái mình đi cầu giải thoát, tự mình không à. Ai mà cột mình đâu. Thì ra chỉ giải thoát là mở trói đó. Tại mình cột, tự mình cột. Bây giờ mình biết khổ quá rồi, tự mình phải mở trói mình. Chứ ai mở cho mình? Phật chỉ mình cái cách mở thôi. Bản thân mình phải tự mở. Quý vị nên nhớ, tôi là quý vị phải tự mở cái đó, mở những cái trói buộc đó. Tại vì mình tự mình nhốt mình mà, mình căng mình mà đấm nhiễm sáu trần là tự mình nhốt mình. Đây nói rất rõ. Với mình giống như con tầm, tự mình kéo kén mình nhốt mình. Đâu phải khi không tổ dạy những hình ảnh sơ sơ vậy, mình học mình không hiểu gì hết trơn. Dạy rất rõ đó, dạy mình tu đó. Những hình ảnh này chỉ ra rất rõ. Tự mình trói buộc mình càng buộc càng bền, tại vì mình đấm nhiễm nó quá sâu đi, cho nên những cái vòng tơ mình nhả ra trói mình lại, nhiều cái cuộn tơ quá thì càng bền, càng chắc, rồi không ra được. Đúng. Mình đấm nhiễm thế gian nhiều quá, mình sẽ không ra được, càng buộc càng bền mà vậy, nó chắc cực kỳ luôn. Thí dụ hiểu được đạo rồi, muốn dùng dãy ra không nổi, vì nó quen rồi. Cho nên phải tu từ nhỏ là như vậy đó. Để mở những cái nút thắt này ra, cởi bỏ nó. Chứ để mình tới già mở không nổi, nó càng bền mà nó chặt quá rồi. Những cái sợi dây của mình tự cột nó chặt quá. Mình dùng giấy mình ra không nổi. Như hiểu không? Cho nên người ta hay khen những người mình tu hành từ nhỏ là như đó. Mới có đủ năng lực tháo mở những cái này nè. Có phước lắm mới đi tu sớm. Trưởng ngộ minh sư đồng chân nhập đạo rồi đó. Lục căn thông lợi tâm nghiệp thuần hòa đó. Nếu tu từ nhỏ nó được những cái lợi ích đó. Có nghĩa là gì? Không bị trói nhiều. Nó mình sống trần gian lâu quá nó trói mình. Thiệt ra trói là tự mình trói thôi. Tại mình không có học Phật á. Tự mình trói mình. Và mình muốn mở ra trần ai nó dày đặc. Những cái cuộn tơ này nó dày quá. Mở rồi. Nó như vậy. Vậy hiểu rồi ha. Hiểu con tầm kéo kén nè. Con tầm nó chính là tâm thức chúng ta đi. Chúng ta tự cột chúng ta thôi. À, đây là những cái vụ. Mà vụ rất là hay. Hợp pháp lại là chính chúng ta. Sáu căn chúng ta nè. Đấm nhiệm sáu trần. Rồi đấm nhiễm nhiều quá đi, rồi tự trói buộc mình.
càng càng buộc càng bền nữa, mình tự mình trói buộc mình và càng chắc. Tại vì không biết tu thì càng ngày càng chắc, càng già ha mà mình không biết tu thì cái cột mình càng chắc. Mình nhìn thương vợ thương con mình không đi được, muốn xuất gia tu cũng không đi nổi, nó không cho phép, gia đình không cho phép. Rồi như vậy, rồi sao nữa, như bướm lau đèn tự thiêu tự đốt. Biết con bướm chứ hả? Tối thì đốt cái đèn như cái đèn dầu lửa, có ánh sáng là ha. Con bướm nó cho mình nó ái quang nè, nó thích ánh sáng, nó lao vô mà không biết lao vô là chết, lao vô lửa là chết, mà vẫn lao, cắm đầu lao vô tại nó thích. Ngũ dục thế gian cũng vậy, nó là những cái đống lửa mình không biết, mình lao vô phàm phu á, không biết lao vô, lao vô tự nhiên phải rồi đời thôi. Cái này cũng dễ hiểu. Thí dụ mình sống ở đời, tức là mình đi kiếm sống đó, sinh nhai kế sinh nhai đó, ai muốn chết bao giờ. Nhưng mà trong khi mình đi tìm sự sống đó, có khi mình lao vào chỗ chết nữa mà mình không rành. Đó, nhiều lắm. Thí dụ con vật trước đi, con vật nó cũng đi kiếm ăn nên nó sống, đúng không? Như con trùng nó dưới đất nó cũng ngoi lên à, là nó kiếm sống. Nó không ngờ con chim trực sẵn đó bay xuống gấp nó, những con côn trùng nhỏ nhỏ dưới đất khi người ta cài đất nó lo đầu lên à. Nhưng mới lo đầu lên là con chim bay tới gấp. Con chim không biết rằng sau lưng nó là ông thợ săn đang nhắm nó bắn. Nó cũng đi kiếm sống cho nên đâu phải là nó đi kiếm chỗ chết đâu. Nhưng mà sự sống nó, sự sống này trên sự sống kia, thằng gian này nó như vậy à. Cho nên toàn đi vào chỗ chết thôi à. Nên giống như bướm lau đèn ấy. Cũng vì sự sống này à. Nhất là vì cái tham á, thì đừng tham á dễ đưa tới cái chỗ như bướm lau đèn hơn. Ví dụ biết vừa đủ thì cũng không sao, nhất là con người, người có cái trí á thì biết dừng lại. Ví dụ mình làm việc gì đó mình vừa đủ sống thôi thì nó sẽ an ổn. Còn mình tham quá thì nó sẽ dẫn mình đến cái chết thôi. Tự thiêu tự đốt là như vậy, đúng không? Duy nghiệm con có phải không? Ví dụ mình tài mình có nhiêu đó thôi à, nhưng mà mình tham, mình muốn mình làm hơn nữa kìa, mà cái trí mình không đủ, tự mình hại mình ấy. Bởi vì trần gian này nó tranh giành với nhau mà, nó giết hại nhau, nó tranh giành quyền lợi á, thì họ không có tha mình đâu. Thí dụ ở trên quan trường đi cái tài mình tới đó thôi thì mình căm ở nhiêu đó thôi đi, đừng có ham lên trên nữa. Càng lên cao càng khó, càng dễ chết. Mình không đủ trí, nó giành giật với nhau, nó giết mình. Cho nên những cái người trí, người thức thời đó, nó rất là hay à. Làm sao? Thường thường có cái câu, cái người mà thức thời là trang tuấn kiệt, nhớ không? Trong sách hay nói lắm, thức thời là phải biết cái thời, thời nào mình nên ra mình làm, thời nào mình nên dừng lại. Nếu mà biết sức của mình, biết tài của mình, nếu mà chừng mực nữa thôi. Còn không biết là tứ mình như bướm lau đèn, tự thiêu tự đốt, mình sẽ chết. Chết vì cái tham của mình á, vì cái sự sống muốn cho nó sung túc. Mình đã nói với quý vị hoài, Tề Trung Thượng Sĩ có cái câu rất hay. Bản thân ông là một ông quan lớn ở nhà Trần, mà ông luôn luôn khuyên là đi chi hề gai góc đường quan. Con đường làm quan nó đầy gai góc hết trơn, đi làm chi, đi là vô chỗ chết đi. Cho nên ngài, lúc ngài mà vua đánh giặc Nguyên xong là ngài xin về quê ngài ở luôn, không có vô triều đình nữa, ngài về ngài tu luôn. Và nhờ vậy ngài ăn ổn luôn á. Mình phải biết khôn chứ. Hầu như những người quan mà có biết tu là như vậy hết.
như Trương Lương, như Phạm Lãi. Xong gì rồi là xin về tu, chứ không có đi theo con đường đó hoài. Nhà đi theo là chết. Chết. Ông vô ông giết, ông sợ ông giết, mình có tài ông sợ ông giết. Cho nên đừng có lau đèn mà giống như con mướn lau đèn. Tham là chết thôi. Đúng không? Tham danh, tham vọng là chết. Giải rất rõ. Tức là chạy theo ngũ dục đó. Danh vọng là ngũ dục. Tên gọi khác. Cho nên Phật tổ hay lắm, dạy hết trơn á, tại mình cũng chịu nghe ở đâu. Nghe lỗ tai này, qua lỗ tai này. Không chịu thực hành. Thì giống như con bướm lau đèn. Thì thiêu thì chết. Sao nữa? Con bấm lên cho thầy. Thầy nhìn đây thầy nói cũng được. Đây. Hôn mê chẳng tỉnh, điên đạo dối sinh, não loạn tâm thần, đều do ba độc. Đây nói rất rõ. Do gì mình chẳng có tỉnh ngộ á, hôn mê. Rồi điên đạo do đó mà nó sinh ra. Mà sinh ở đây chỉ dối là rất là hay. Nó có thể. Nhưng mà phàm phu thì nói nó là thiệt. Đó. Thì ra những cái điên đạo đó nó không có thật. Điên đạo là gì biết không? Không biết luôn. Đây mình toàn chữ Hán không à. Điên đạo là gì còn nói thiệt à? Thiệt à? Trung. Điên đạo. Là cho cái thí dụ thế nào là điên đạo. Đảo ngựa, chính xác. Cái từ định nghĩa cạn cợn nhất, dễ hiểu nhất, điên đảo tức là lộn ngựa. Tức là cái tay ví dụ đưa như vậy, là nó đi thuận chiều của nó. Mình thấy nó như vậy, đảo ngược nó xuống, điên đảo. Tức là nói không, nhìn không đúng sự thật nữa. Giả cho là thật, đó là điên đảo. Đúng không? Cái đồ giá mà mình cho là thật. Giống như cái tay đứng nhộn chịu, nó xuống vậy. Nó lộn ngược rồi. Cái thấy lộn ngược kêu bằng điên đảo. Mà Phật dụ rất hay. Giống như con này có nói, những cái pháp trên thế gian này đó, những nhiên sự vật đó, vật chất này đó, toàn là đồ giả mà. Cái bóng đó mà mình không biết, mình tưởng thiệt. Đừng tranh giành nhau. Điên đảo vô sanh này à. Rồi mình sao nữa? Lão, não loạn tâm thần. Nó khiến cho tâm thần mình đó không còn được bình yên nữa. Não loạn, rối lên à, rồi nó phiền nữa. Chỉ não là nó không được bình an nữa. Như gì cái loạn đó. Tại vì sao? Mình thấy nó thiệt rồi mình chạy theo. Mình tìm cầu. Cái lỗi này chỗ đó đó. Mình chạy mình tìm cầu. Đúng không? Thí dụ thấy chơi xì xời đẹp quá. Đồ đồ của cái bóng thôi. Đồ giá mà. Đi xe qua mai cũng được à. Mua nó làm chi. Đi xe toàn thắng cũng được nha. Đón có mấy chục ngàn. Thì không xách tiền tỷ, kiếm tiền tỷ đi mua chiếc xe vậy. Chi cho cơ á. Ta mình tham, mình muốn mình sở hữu. Tứ bên à. Rồi mình phải tính mua này kế nọ, kiếm tiền đang sống đó. Náo loạn tâm thần là như vậy đó. Đó. Chứ mình biết nó là cái bóng tạm sống trần gian này. Cam cái phận của mình, có nhiều sống nhiều. Thì khỏe biết mấy, nó có nhọc nhằn gì đâu. Bằng đạo vậy đó, có chiếc nào đi chiếc đấy à. Thầy tiền chiếu cho đi, cũng xì cũng đi nữa, không có sao chứ. Mấy thầy khác là đòi đi xe xịn con, mà nó không có cần đâu.
cho mình chiếc lớn tuổi của mình vui. Chiếc xe thầy thì chiếu cấp cho mình hồi năm 2012 à, mình đi dạy học, nó lớn tuổi của mình đó. Chứ nó hồi xưa là cũng bộ trưởng đi đó, nó tên là chiếc bồ rô của Pháp á. Năm 1900 là thời ông Diệm ha, là bộ trưởng đi đó, hoặc ông phó tổng thống đi á, phó tổng thống á. Nhưng mà tới cái thời của mình đây là nó cũ dữ lắm rồi, nó lớn tuổi của mình mà. Hình hồi những cái năm đó mình chừng 50 mấy tuổi đó, là nó đã 60 tuổi rồi. Mình đi đâu ai cũng cười mình hết, đi chiếc xe cũ quá trời quá đất, nó chạy không nổi luôn á. Nhưng mà mình vẫn vui vẻ mình đi, cái gì đó, nó là cái phương tiện thôi, không tìm cầu, cho gì thì xài nấy, không đòi hỏi. Hẹn chiếu cấp mình chiếc nào cũng được, mình sẵn sàng mình đi, miễn đi tới nơi thôi. Mấy thầy khác đâu có chịu, độ mua xe mới đi không, mấy ông tự sống mới đi, chứ giờ cực nha. Đúng không? Rồi tự lái cũng cực, mình không thèm lái luôn, kêu tài xế lái cho mình đi rồi, mình không có thèm học làm chi nữa. Đi qua Mỹ, thầy Thông Hải cho mình chiếc xe, ông kêu đi học lái đi, về đem về Việt Nam lái, mình không cần. Nó không, em không có lái, không lái luôn, chứ với nó phiền, đúng không nè? Có người ta lái cho khỏe không kiểu. Mình đi ví dụ đi qua Mai, đi Toàn Thắng, về mình khỏi lo, đi về xong mình đâu có cần gì chăm sóc chiếc xe. Sắm một chiếc xe cực lắm, về phải lo cho nó. Hồi đó ba mình không sắm, mình biết mà, phải rửa cho nó, rồi đi đăng kiểm, làm đủ thứ chuyện đó. Rất là nhỏ. Hãy thôi nên mình biết đủ rồi, nó khỏe vô cùng, không bị những cái này nó làm não loạn này. Tâm thần không não loạn thì mình tu mới được. Mình mà bài đặt nhiều quá là mình khó tu lắm. Thật sự là như vậy, rất khó tu. À, mình nhiều của cải quá là tối ngày mình lo cho nó hoài, không tu được. Đừng quên những cái điều này. Mà cái lý do là tại sao vậy? Tại vì mình chấp nó là thật á, thì mình khổ vì nó đó. Ví dụ mình có bản lĩnh, mình tu giỏi thì chẳng sao á. Ví dụ Hòa Thượng Thiền Chiếu, Hòa Thượng Trúc Lâm, cái ngày tu giỏi cái ngày cũng thấy nó một cái đồ bình thường, cái bóng thôi. Thì có cái người dưới lo hết rồi, ngày không quan tâm, nhưng ngày không có khổ. Còn mình mà mình chấp nặng quá đó, mình sống càng nhiều mình càng khổ đấy. À, đúng không? Tại mình dính mắc với nó, mình phải lo cho nó hoài. Nó hư, mình phải sửa, mình phải lo đủ thứ. Cái tâm thần mình nó đâu có yên. À, não loạn tâm thần đều do ba độc. Ba độc gì? Tham, sân, si. Nếu mình không tham, mình sống nó làm cái gì? Đúng không? Mình sống xe xịn nó làm cái gì? Xe dài trong triệu không chịu đâu. Rồi xe về tỷ không à. Nói mình tham chứ còn gì nữa. Mình tham thì mình sẽ cực thôi. Đúng nè. Tâm thần mình nó không yên. Đúng vậy. Phật dạy rất rõ, mình không chịu nghe. Nhưng cũng tại mình thôi. Đó là mình lấy những cái thí dụ, chứ mình không chỉ trích ai. Mình nói chung như vậy cho biết nè. Nhưng mà mình thì mình làm được đấy. À, tại vì mình thấy rõ rồi, nó não loạn tâm thần mình lắm. Mình đặt cái chuyện tu hành lên trên. Mình cũng có khả năng sống chứ không đâu, nhưng mình không sống. Mình đặt cái chuyện tu hành lên trên. Nhớ như vậy, đừng có bị những cái đó nó quấy nhiễu mình. Mà nó là cái gì? Tham sân si nè. Tại vì sao? Bên cạnh cái tham nó là sân, rồi si. Thí dụ mình sắm không nổi, ngọc mình sắm được rồi, nhưng mà người ta cứ phá hoại mình hoài, làm nó hao tốn, hư hao. Mình giận không? Giận, rất là sân. Đó, khi không thì mình đem cái sân lên cho mình, đúng không? Thí dụ chiếc xe mình quá trời mất tiền đi, ai đụng tới một chút, làm trầy nữa mình phiền não. Không sân là gì? Đúng không? Mà ngay lúc mình sân đó, tức là mình vô minh rồi, mình tối tâm rồi, đúng không? Cho nên tốt nhất là nghe lời Phật dạy, vừa đủ thôi, chiếc xe vừa chừng thôi, vừa đủ đi thôi.
đừng có ham xe thật to. Nó là mình biết khôn ngoan. Nó gọi là phương tiện. Lúc nào mình cũng nhớ nó là phương tiện giúp đỡ cho mình. Mình cảm ơn á, xài nó cảm ơn đó. Cũng biết giữ gìn nó, nhưng mà rủi có gì thôi cho quá, không có quá quan trọng gì nữa. Đó là người biết tu. Trầy chút đỉnh kể đó. Mình ở đó nói với mấy ông thầy, tài xế mình với thằng Chiếu á, nói thầy kể nó đừng có sửa, nó xấu xấu vậy đi, nó yên ổn ông ơi. Ông làm cho nó đẹp, công an thổi ông hoài. Đúng không? Ông đánh bóng nó quá là công an kiếm chuyện hoài. Ông để nó xấu xấu vậy đi, nó dơ dơ, nó xấu xấu vậy đi, mình đi. Lính nó ăn ổn à, công an không bao giờ thổi. Nó thấy mình nghèo rồi, nó tha mình à. Còn mình mà bày đặt thật là tốt, thật là đẹp á, là nó hỏi mình hoài. Không biết khôn. Đúng không? Cuộc đời là nó vậy đó. Mình phải hiểu, hiểu ra. Mình nói cũng đúng là Phật dạy nữa. Như vậy. Vậy con đọc tiếp đi thầy giảng. Cái máy này nó bị trục trặc. Tìm nó cái. Đợi mình chút cái. Cho nó nhảy vô cái mắt. Cái đoạn kế đoạn này con đọc đánh đi. Đọc cho thầy giảng. Không nhớ à? Nhớ thầy nó bị trục trặc rồi. Một bài thơ thầy anh đọc bài. Tội cao tham là âm mưu ghen ghét, keo cú vết vơ, 14.000 lời còn cho chưa đủ, của chớ tợ xong. Khúc thầy chơi còn làm nhiều quá à, thầy đâu có nhớ thầy giảng. Đúng. Khúc thầy đọc lại. Căn ý là sau này nè. Chạy đâu mất à. Tội keo tham là âm mưu ghen ghét, keo cú vết vơ. Rồi như đó đi. Tức là đầu tiên nói về cái tội keo tham là đúng không? Keo tham. Nó đưa cái tham lên trên. Và thường thường tham á, nó đi chung với keo. Keo là gì biết không? Bụng xỉn đó. Cho nên chữ Hán là sang tham. Ở đây dịch là keo tham. Chữ sang đó là bụng xỉn đó. Và ở đây dịch là keo. Keo, tội keo tham là. Mà có đúng không? Có người mà rít rắm kêu bằng trùm sò đó là tại sao vậy? Ví dụ tiền rất nhiều nhưng không cho ai hết. Là cái người đó làm sao? Tham chứ còn gì nữa. Mình mà bủn xỉn chứ đó là mình tham. Có những người họ giàu nhưng mà họ không có tham. Họ sẵn sàng họ bố thí. Cái gì đừng quên như cái đó. Đây là đưa ra hai hình ảnh. Để cho mình thấy rõ những cái nét chính trên đó. Keo tham do gì mình bủn xỉn đó, mình keo kiệt á, mà cái đó nó bắt nguồn từ cái tham, đúng không? Ví dụ mình giàu có mình tham, rồi tham dữ nữa là gì? Mình không cho ai hết, tức là tham chứ còn gì nữa. Nếu mình giàu có và mình biết chia sẻ thì không gọi là tham. Đó là cái phước của mình đời trước mình có, mình giàu nhưng mình không tham. Có không? Có trường hợp đó đó. Có. Ví dụ những người có phước họ sanh ra, cha mẹ họ giàu, rồi có phước họ hưởng, nhưng mà họ biết chia sẻ, thì họ sẽ không rơi vô trường hợp này, không phải là keo tham. Rồi có những trường hợp cũng là công tử đấy, nhưng mà bốn xín, hưởng, cha mẹ để lại hưởng thôi, không cho ai gì hết, tự mình hưởng đó. Cái đó là tham đấy, keo tham. À. Keo cú vét vơ 14.000 lời còn cho chưa đủ là vậy. Tức là bao nhiêu cũng không vừa cái túi mình hết. Bỏ nhiều lũng cái trần chẳng vừa. Vừa không đái đó, mình tham không đái là như vậy. Đúng nè. À. Còn nếu mình giàu có và mình biết mở rộng lòng mình ra bố thí cúng dường thì cái đó không gọi là keo tham.
Hiểu không? Cho nên chữ keo nó đi chung chữ tham rất hay, trong Phật học rất hay. Nó không có rời ra, chỉ sang với chữ tham đến chung, đến chung nhau. Tại vì nó biểu hiện được. Những cái từ mà nhà Phật dùng đó, nó nói lên được cái ý nghĩa bên trong của nó rất là hay. Mình phải tin con mắt, mình phải để ý, mình phải thấy được những cái lời Phật dạy rất là hay, không dư, không thiếu gì hết. Tuyệt vời lắm. Cho nên mình học á, mình phải học từ từ, nghiền ngẫm. Đối với kinh của Phật, mình có học mau mau được, không nên như vậy. Những cuốn kinh, những cuốn luận, những cuốn lục, mình thắng từ từ, mình nghiền ngẫm, mình thấy cái ý vị trong, thâm trầm. Rồi mình ứng dụng, mình tu, thì mới có kết quả. Còn mình đọc lua lua, giống như đọc truyện vậy thôi, ít tác dụng gì lắm. Ta nên học để tu, nên nhớ vậy. Biết kinh luận để mà tu. Nếu không học thì không biết đường đâu mà tu. Cho nên Hòa Thượng mình chủ trương rất là hay, thiền giáo song hành đó. Bắt buộc phải học, học kinh, học luận, sử, học ngữ lục, để biết đường mà thực hành như vậy. Và biết yêu cầu phải biết cho nó rõ, chứ phải biết sự sơ mà được. Cái tật chúng sinh mà biết sự sơ, biết sự sơ thì không ứng dụng tu được. Tiếp tục đi con, câu kế đó. 14.000 lời còn cho chưa đủ hay sao nữa? Của chứa tự sông nó lòng như của chớ tự sông lòng như hũ chảy rót vào lại hết nên nói chưa đầy. Thì câu này dễ hiểu ha. Cái lòng của mình nó tham á, cho nên mình nhiều tiền của giống như sông vậy đó. Nhưng mà cái lòng mình á thì nó giống như cái hũ và cái chung mà bị lủng á, chế nước dù nhiều không có đầy, lòng tham không đáy mà bỏ nhiều không đầy hết trơn. Mà như vậy đó là những hình ảnh gợi cho mình biết cái lòng tham của mình không có giờ đây, muốn tới hoài không biết dừng. Cho nên người mà không biết dừng lại không phải là người trí. Ai mà không nhiều thì ít luôn, cũng có tham. Người tu mình cũng có tham vậy, nhưng mà biết rồi sửa nó lại, biết dừng nó lại. Cái ai mà không tham tu đây, vì có bệnh mới tu. Tu là để trị bệnh đó, trị những bệnh tham sân si. Mục đích tu là gì? Để trị bệnh tham sân si đó đó. Cho nên trong cái ngũ quán nó có đó, ăn là gì? Thì có. Mình ăn đồ của đàn ai tính tí cúng cho mình nè. Chúc mình giơ cái bát lên là để mình trị cái bệnh tham sân si của mình á. Mình mới trị nó. Và mình thì hay mắc vô cái lỗi đó đó. Mình tham dữ lắm. Ai mà không tham, nói cho cùng là ai mà không tham, chứ biết tôi thì phải dừng nó lại bớt. Bớt trước rồi sau mới hết được. Phải bớt từ từ, từ từ. Nó như vậy. Nó không lúc nào dừng mà. Tham dữ lắm. Lòng như hũ chảy thôi. Càng không biết đền đầy, bỏ vô nhiêu lọc tốt hết. Ta nói như cái gì? Lòng tham không đáy là vậy đó. No. Không bao giờ đầy. Vì cũng không biết cho ai. Dư chứ không thèm cho ai. Thà đổ. Có những người kỳ lạ như vậy. Thà đem đổ không cho ai. Kỳ lạ như vậy. Đó là cái tội. Kéo tham bủn xỉn. Rất nặng. Nói tội nghiệp thôi, nó phí chứ. Tiền của thức ăn mà mình đem mình đổ sông đổ biển không cho ai hết.
Rồi rồi phí biết bao nhiêu, đúng không? Trong khi người nghèo biết bao nhiêu. Mà mình cũng có chứng kiến, mình thấy rồi đó, có những con người như vậy đấy, kỳ lạ như vậy. Cho nên thiệt ra đó, mình học những cái mà Phật Tổ dạy đó, cần thiết lắm á, rất cần thiết, mình nhắc lại cho quý vị nghe. Nếu không học thì sẽ không biết rõ tại sao mình như vậy, và tại sao mình gì á, học kinh điển rồi mà mình tu hoài không thành công. Quý vị có mắc cái chứng bệnh này không? Có hiểu được cái này không? Có biết tại sao mình cũng nghe lời Phật dạy rồi đó, mình hướng dẫn mình tu, rồi mình tu tập khó thành công, tất cả vô hoài là tại sao? Ai nói được? Tại sao ạ? Tại sao? Hiểu, có nhiều người hiểu, ứng dụng rồi, mà trải qua mấy mươi năm mình cũng không thấy kết quả gì, là tại sao? Tại sao? Anh nói nha, đây là những cái thực tế tu hành nó có xảy ra trong cuộc đời rồi đó. Tại sao vậy? Biết không? Những cái này cần phải biết đó. Tại sao? Ví dụ nghe Hòa Thượng dạy, giờ mình cứ ứng dụng mình tu, nhưng tu hoài cũng chẳng thấy đi tới đâu. Là sao vậy? Cái gì nó khiến cho mình như vậy? Ai nói được? Người thầy cũng hay đặt vấn đề này với trong lớp á. Tính gì mới được đó. Giờ Phật pháp cũng là chung chung đó, giờ nói thẳng ra tin cái gì mới được. Niềm tin có nhiều niềm tin, đối với thiền tông mình là tin cái gì đó. Cái đó chưa phải là, nó cũng còn chung chung. Cái mà thiền tông muốn nhắm là cái gì? Mình tin cái gì? Đó, thầy muốn hỏi điều đó đó. Mình học, mình đang ở trong cái pháp môn nào, mình phải rõ cái đó. Vậy biết mình chưa tin gì không? Cho nên mình tu không thành công. Tin gì? Chính mình là cái gì mới đó. À, tức là cái tâm Phật của mình, mình đâu có tin đâu, mình chỉ nghe nói mình giả giả vậy thôi, mình có thấy nó đâu mình tin, cái học biết nó đâu. Giờ mình hỏi cái gì, tâm ở đâu, cái chính mình đó, nó ở đâu, nó đâu và hiện tại thì cái chính mình nó ở đâu, nó diễn tả thế nào? Không diễn tả được tức là chưa tin. Mà chưa tin thì tôi nó trục trặc hoài, đúng không? Nó trục trặc hoài. Bây giờ ai tự đứng lên diễn tả một cái cách để cho thầy biết là mình tin được tự tâm. Thử anh thiền là như vậy đó. Hồi xưa thì trong những cái pháp hội của các thiền sư ít có giảng dạy gì nhiều lắm, kêu mình phải trình bày vấn đề đó. Thử anh sao biểu hiện một cách chứ gái, để cho cô nói đừng có nhịp chứ. Nói là không rời tự tánh và
Không lầm nhân quả. Làm sao nữa? Tiếp tục. Thì cái đó là theo con hiểu là như vậy, nghĩ nói làm không rời tự tánh, sáng trong và lặng lẽ. Thì đó, còn tâm ở đâu thì tâm thì biểu lộ ra sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, nếu như cái chân tâm của mình nói, nghĩ, làm bằng tự tánh thì chắc chắn sẽ đi vào đường thiện. Còn nếu mình nghĩ, nói, làm không bằng tự tánh, tức là bằng vọng tâm, thì có thể thiện và có thể ác. Hay chưa? Xong chưa? Dạ, xong rồi. Con trả lời xong rồi. Dạ, dạ, cảm ơn. Cô nói trên chữ nghĩa này nó không có sai, nhưng mà mình nó muốn biểu hiện ra. Ví dụ lần này biểu hiện ra mình nhận ra được cái tự tâm đó đó. Thiền tông là như vậy đó. Mình nhận ra được rồi mình sẽ không có làm. Tức là mình đã biết được cái thật, thì đối với cái giả mình không làm nữa. Bằng không thì cái giả nó lôi mình hoài. Sở dĩ mình tu không thành công thì cái giả nó lôi mình hoài. Mà tại sao cái giả lôi mình hoài là mình không nhận ra được cái thật, đúng không? Giống như dàn thật dàn giả đó. Dàn giả cho mình đeo làm chi? Biết đồ giả đâu có đeo. Do gì không biết mới đeo. Mua đồ giả đeo đầy người chân. Đó là người dốt, đúng không? Người không khô. Dàn thiệt mới đeo chứ, dàn giả ai đeo, đúng không? Cũng vậy, đối với tự thân mọi chúng ta, mỗi khi mà chúng ta không nhận ra được cái thật, là chúng ta chạy theo đồ giả không à? Thích chạy theo nữa. Đương nhiên mình là con nít đó. Tại vì cái trí mình nó thấp, giống như con nít. Dàn giả dàn thiệt không biết, mua toàn đồ giả đeo không. Đúng nè. Với những cái dụ trong kinh của Phật rất là hay, mở ra cho mình thấy. Mà hồi xưa chư tổ thiền tông đó, muốn thử nghiệm người đó, không có dùng ngôn ngữ nhiều. Hỏi tới chỗ tột cùng đó, cái ông nói ra, ông diễn tả nó bằng một cái hình thái nào đó, thì các vị thiền sư ở trên họ biết. Họ biết mình nhận được cái thật. Còn mình dùng ngôn ngữ mình nói, chẳng qua là mình nói theo kinh thôi. Không sai, nhưng mà chưa đúng ý của thiền sư. Chưa đúng ý. Đối với chữ nghĩa thì nó đúng, nhưng sao sai được. Giống như lời Phật dạy, tổ dạy, không sai. Nhưng mà đối với chỗ mà thiền sư muốn chỉ cho mình đó, thì dư chưa có ưng, bậc thầy chưa có chịu. Đặc biệt thiền tông là như vậy. Ta nói dùng lời nói là nó mắc kẹ. Ở trong đạo của mình hay lắm. Các thiền sư thường hay dạy chúng ta nè. À, thí dụ như cái bài thơ hồi lần trước mình hướng dẫn các vị của tổ Trúc Lâm, tam tổ Trúc Lâm. Cái câu chót: tận tại đình châm bất ngữ thì nhớ. Đình châm, đình châm là sao, bất ngữ là sao? Ta nói bất ngữ mà còn nói gì nữa. Cứ nói bằng trên ngôn ngữ không. Mình kêu cô phải trình bày cái thấy của cô bằng một cái cách, à, qua những cái động tác của cô. Lên trên đây nè, trình bày. Đừng có rơi vào ngôn ngữ, ta nói bất ngữ mà. Cái chỗ đó không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng. Nói là nó thật. Cái nói hoài. Chỗ đó là không được nói. Khi mình chưa trình bày, có một cách để mình trình bày. Đang bậc thầy phải biết mình nhận nó ra được. Nhận được cái thật đó. Nó là cái thật. Cái tâm Phật mình là thật đấy. Hãy mình nhận ra được, mình sống với nó thì đồ giả này nào mình cũng theo. Sở dĩ mình tu khó, mình chạy theo đồ giả không à. Mình không nhận ra cái thật đó.
Hiểu không? Cái trọng tâm nó ngày nằm ngay đó đó. Ngay đó đó. Cũng như Kinh Kim Cang nói, ưng vô sự trụ, như sanh kỳ tâm mà. Nó cũng không khác chỗ này. Không khác cái vế này, hai vế này. Ưng vô sự trụ, như sanh kỳ tâm, dịch sao đó. Một vị lên dịch mình ngay đó. Mình dạy hoài à. Dịch cho nó chính xác như mình đó. Một Phật thưa Thầy là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Tâm kia là tâm nào? Dạ, cái tâm hiện tiền. Mà là sao? Đó, quý vị sẽ bị lúng túng vô những cái câu chữ đó đó. Quý vị học mà quý vị không thông. Đó là cái câu kết của Phật dạy cho Tu Bồ Đề. Khi Tu Bồ Đề hỏi về cách an trụ tâm, hằng phục tâm. Thì dịch cái câu đó ra tiếng Việt cho mình đi. Ưng vô sự trụ. Cái đó của quyền giác khác nữa. Mình không hỏi ý đó khác. Từ từ đi. Thưa Thầy, cái đó khác. Hình như là Thầy nói là nên không có chỗ trụ liền sanh tâm kia. À thì chữ nhi đó dịch là thì. Đây là câu if close tiếng Anh đó, tức là câu giả định hoặc là câu nhân quả. Cái nhân như thế này thì cái quả nó sẽ như thế này. Cái nhân là gì? Không dính mắc vào đâu cả. Nhớ nha, chữ sở là phủ định, tuyệt đối, triệt để. Chứ không phải dính mắc về cái này còn dính cái kia này. Tất cả chỗ đều không dính mắc, không dính mắc vào đâu cả. Thì chân tâm xuất hiện. Rõ ràng là như vậy. Đây. Vô niệm này. Đây là vô niệm. Không dính mắt, tức là vô niệm. Vô niệm. Cái chỗ đó là cái chỗ vô niệm. Chỗ ly danh từ tiếng, ly ngôn thuyết tướng. Lời nói, ngôn ngữ mình không có tới đó được. Mình dùng ngôn ngữ mình trình bày là không tới được. Là như vậy. Khó lắm. Quý vị mà học sơ, quý vị sẽ không lãnh hội được những chỗ này. Nói câu Kim Cang nó còn túng túng thấy chưa? Cái chỗ mà không trụ vào đâu cả chính là ly niệm, mà ly cái chỗ tận cùng của nó là vô niệm. Tức là mình dừng cái sự thiêu dệt của mình lại đi, trong tâm mình. Cái chữ mà đình châm á, cái kim, người cô gái, cô thiếu nữ cầm cái kim, đang áo, dệt. À, đang dệt, mình phải dừng cái hành động đó lại. Tức là trong tâm niệm của mình phải đừng có chạy theo nó nữa. Gọi là dừng kim cái gì biết không? Tôi người quan rất là hay. Dạy mình tu mà mình có biết gì đâu. Mình cứ tưởng dừng kim thiệt à. Không phải đâu. Cái dùng hình ảnh mà ta mượn những cái thí dụ để dạy mình tu hành. Chỉ cái chỗ tận cùng của thiền tông dạy đó. Dừng kim không nói đó. Dừng cái sự thiêu, cái gì dệt trong lòng của mình lại. Những cái ý niệm của mình. Mình đừng có đang dệt nó ra nhiều. Mình đang dệt nhiều lắm. Cho nên làm sao thành Phật đó. Nó chuyện chơi mà. Trong đây phải không một niệm mới thành Phật được. Mình đã biết bao nhiêu niệm. Mình nói những cái chỗ tận cùng này thì hiểu gì sẽ thấy cái chỗ khó của cái chuyện tu thiền đây. Không có dễ đâu. Ai có cái khả năng ly niệm này. Mình không ly được nó thì mình không vô niệm được. Mình không thể vô sở trụ nổi. Đầu tiên phải ly nó trước. Ly chính là tùy thuận, chân như đấy. Tùy thuận vào cái tâm Phật mình. Rồi sau đó vô niệm là mình thể nhập vào trong cái tâm Phật đó. Ly mình làm còn không nổi kìa. Đừng nói mình vô. À, thấy chưa? À, cái đầu tiên mình hỏi quý vị đó, đâu quý vị biểu hiện, đâu quý vị nhận được nó đó. Chứ chưa nói được những cái này nữa. Chưa. Rồi. Niệm khởi là cái ban đầu của nó. Vọng tưởng là khi nó thành hình rồi. Ban đầu nó khởi lên rất là vi tế, rất là nhỏ. Rồi mình không chịu dừng lại á. Rồi nó ở trong từ vi tế cao gọi là nó chuyển hiện. Nó chuyển từ ra. Từ cái a la da mình nó chuyển thành thức mặt na thức thứ bảy. Rồi chuyển ra ý thức, chuyển ra năm thức trước. Là càng ngày cái vọng tưởng mình càng kiên cố. Càng
trọng trược, cho mình tưởng nó thiệt. Đó là cái lỗi của chúng ta. Chứ đầu tiên nó chỉ là một cái niệm thôi, nó chỉ là một vọng tưởng nhỏ nhiệm thôi. Mình nói chú dân cho mình cứ khó tán nó từ 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 từ, vọng tưởng càng ngày càng nhiều lắm, càng dày đặc, càng cứng chắc, biến thành vật. Rồi mình tưởng vật là thật, không hề thật, toàn là vọng tưởng không. Cái này cũng vọng tưởng mình. Mình làm sao biết, không học Phật mình đâu có biết này là vọng tưởng. Đúng không? Chưa hề biết. Nói này là cái vọng tưởng. Đó là cái lầm điên đảo. Học Phật mà tới nơi rồi, chư Phật thấy mấy cái này đâu có thiệt. Tại mình ngu mình thấy thiệt chứ. Và do gì mình thấy thiệt á, mình mới đâm chém, giành giật, giết chóc nhau rồi mình giành nó. Lỗi nó nằm ở đây. Chứ mình không có giành thì cũng không có lỗi dễ gì. Mình hiểu không? Cái nguyên do mình tạo tội là vì mình giành, mình giết nhau á. Mình tham, mình giành giật với nhau. Mình sanh lỗi, mình tạo tội. Thí dụ mình thấy nó xài thôi, xài đó. Thì đâu có tội lỗi gì. Mình muốn sở hữu nó, cướp đoạt nó, đem về cá nhân mình. Cao Kinh, cái đó nó sâu lắm. Cái mà cô muốn nói, sâu lắm. Chứ không phải những cái thằng cạn như mình muốn nói. Cái thức thứ bảy đó, nó chấp cái gì làm ngã. Nó chấp cái A-la-gia làm ngã. Đó là cái lỗi sâu, di tế lắm. A-la-hán mới biết những chỗ đó. Khởi tụi mình là chưa có nói cái chuyện đó. Chưa có nói. Tụi mình không vô nói đâu. Thiền định mình chưa đủ sức để mình nhận ra cái chỗ đó. Cái thức thứ bảy mình đó, nó chấp A-la-gia làm ngã đó. Chấp ngã là cái đó đó. Chứ không phải mình nói mình chấp hơn cái này. Đó là mức độ cạn của phần phố. Nói cho dễ hiểu. Chứ tu sâu phá được ngã chấp là cỡ A-la-hán mới phá được. Cỡ tụi mình là chưa có nhầm dịch chân. Có ai phá được pháp chấp? Bồ Tát cao cấp ha. Phá được pháp chấp là thành Phật đấy. Ngã pháp đều không thành Phật. Làm sao phá nổi? Ngã mà chưa phá nổi thì pháp vô phương. Pháp chấp là cái gì? Đó là những cảnh giới thiền định rất cao, vượt cao hơn A-la-hán nữa. Rất giỏi. Tứ không, tứ thiền là tứ không. Những cảnh giới đó làm gì biết nổi. Không có dễ đâu. Cho nên hiện bây giờ mình bàn tới những cái đó là hơi hí luận đấy. Tại mình chưa tới mức đó. Cho nên mình biết cái cấp độ thấp thôi. Tức là mình do cái thân này cũng là cái ngã đấy. Cũng do mình mê lầm. Mình bám chặt nó. Nó là chấp ngã. Rồi mình tạo tội đến nó. Có đúng là mình vì cái thân này mình tạo tội không? Tất cả thân này là sáu căn đấy. Sáu căn là một cách nói khác của cái thân đấy. Phải không? Mắt nè. Nằm trên thân chứ đâu. Tai nè, cũng trên thân. Mũi lưỡi thân ý. Tất cả cái đó là thân tâm này. Và mình luôn luôn cho nó là thiệt á. Thật. Mình mới tinh tiêu, mình chiều chuộng nó. Mình tạo tội đến nó. Thí dụ quý vị thấy nó không quan trọng. Ai đụng tới là đụng thôi. Nhưng mà quan trọng nữa, ai đụng tới mình đụng chịu đâu. Đúng không? Đừng nói cái thân, cái nhà mình thôi. Sở hữu cái thân đó. Chưa nói tới cái thân á. Chưa đụng tới cái thân. Những cái chung quanh thân thôi. Mà đụng đó mình còn không chịu kìa. Làm hư hại nó, tổn thương nó, mình không chịu. Nếu quý vị thấy nó khó là những chỗ đó, tại vì mình không thấy được lẽ thật. Chứ mình thấy được cái tâm Phật đó, nó là cái lẽ thật đó. Thì đối với cái này mình automatic nó bớt à. Nó bớt. Mình bảo đảm cái gì, nó chưa có hết, nhưng nó sẽ bớt đi. Khi mình thấy được cái thật, thì đối với cái giả mình sẽ bớt nắm chặt đó. Chỉ chấp trước là mình nắm chặt cái nào. Chắc khư chứ mà chấp trước là mình nắm chặt lắm, mình vuông chứ bả định hay thì đâu cái gì chứ bả định bả trụ là nắm chắc quá đi không buông mà con có đúng gì không. Thì phải thiền định giỏi
cỡ A-la-hán tự nhiên hết nhỉ. Cô mà đạt tới cái việc tận định của A-la-hán đó thì triệt tiêu được cái ngã chấp. Cái đó là cái phương tiện đi tới đó. Cái tính chất của mình, tính cách của mình đó. Chứ nó đâu phải cái để đạt tới cái ngưỡng đó là phải chứng A-la-hán mới qua khỏi được ngã chấp. Kinh điển dạy rất rõ, tức là trong đây nó phải rỗng thênh, rỗng thênh vô nhất Phật. Thì trong đó mà cái đó là một cái biểu hiện của việc tận định đó, thì tự nhiên không còn ngã chấp nữa. Mình nói cao lắm, mình đừng có bàn tới cái đó, làm không có nổi đâu. Thiền định quý vị chưa đủ sức là cái đó, có học kỹ mới thấy khó lắm. Bây giờ những cái thường thường thôi ha, nó yêu cầu mình nhận ra được cái tâm chân nó đi, thì mình sẽ nhẹ bớt, mình nói nhẹ thôi, chứ chưa diệt nó nổi đâu. Thiền định dỗ lắm kìa. Ở đây ai thiền định được như những gì A-la-hán thì mà hết ngã chấp. Mình tu sơ sơ như mình sức mấy, không có đâu. Sơ thiền mình còn không được á. Tứ thiền cũng chưa phải là A-la-hán nha quý vị, cũng còn thấp lắm đó. Không có dễ đâu. À, mình tại vì hòa thượng sợ mình nói kỹ quá, sợ mình sợ mình không dám tu. Cái thực chất theo trong kinh điển nói là như vậy đi. Không có dễ đâu. Mức độ thiền định nó cao dữ lắm. Bất động mà A-la-hán nó bất động mà. Tệ nhất Tu Đà Hoàng là gì? Là vị thánh đầu tiên. Là sao? Ly dục à, ly cấu đó. Tức là đối với những cái dơ mình phải lìa nó. Những cái trần gian này, ly cấu địa. Tức là Bồ Tát là thánh đó, nó ngang với cái tầng thứ hai của trong thập địa, cái địa thứ hai, nó ngang với Tu Đà Hoàng sơ quả của anh, của thanh Phật. Mới sơ quả thôi đó, rồi nhị quả Tư Đà, tam quả A Na Hàm, tứ quả mới A La Hán. Cái sơ quả mình còn chưa được kìa. Mình ly cấu chưa? Chưa. Ly cấu tức là tham sân si mình không có, rất nhẹ, rất ít. Mình ly thôi chứ chưa phải là vô. Quý vị phải hiểu chứ, ly với vô nó khác. Ly là mình lìa được, còn vô này nó sạch bồn hết đó. Vô nhiều giống như ly niệm với vô niệm, hai nó khác. Ly niệm nó dễ hơn vô niệm. Ly niệm là mới tùy thuận như cái tâm Phật thôi, rồi vô niệm là thể nhập vô tâm Phật đó, đó. Ai làm nói? Có cực kỳ. Đừng tưởng làm Phật mà dễ nha. Mình học Tolomo mình cứ nghĩ ồ đâu có gì khó đâu, làm thử đi sao biết. Đối với cái niệm mình lìa nó không, mình làm còn không nổi đấy. Ví dụ một cái niệm khởi là đừng theo nó, được không? Cái dễ nhất là như vậy, nó làm còn không được. Mình biết nó là không đúng đó, mình vẫn theo nè. Cái cục chính, cái lỗi chúng sinh này. Mình phân tích cho quý vị thấy. Tại vì sao mình nói? Tại vì học thiền không có kỹ á, mới được chút cái mình nói mình hay không, mình hiểu lầm nhiều lắm. Không có đâu, không có dễ đâu. Những cái vực mà tứ quả thanh văn mình còn không có phần gì, đừng có nói tới thiền tông. Thiền tông là nói tổ cái trên đó, nói cái quả gì của Phật. Nhưng phải kỹ lưỡng những cái đó, cẩn thận. Mình không nói không được, phải nói. Bởi vì thiền sinh mình bệnh quá nhiều rồi. Học không kỹ lưỡng gì hết trơn. Học có chút xíu rồi, tưởng mình thành Phật. Đâu có, đâu dễ vậy. À, làm sơ quả ông thánh, của sơ quả thanh răng nó làm còn không được kìa. Được người mấy trăm chưa cho là nhiều, mất mình một đồng tưởng như hao lớn. Đó, đó là do lòng tham của mình. Ở đây là tất cả đang kể về cái lòng tham mình nè. Mình tự mình nghiệm, mình có trong đây không? Tự mình biết.
trên từ châu báu, dưới đến tơ gai, kho đựng chất đầy, chưa từng bố thí. Ở đây nói về những cái thật là quý, đối với những cái vật tầm thường thôi, tơ gai là những cái rất tầm thường. Mình buông rồi không nổi kìa. Tức là người ta tư sinh cho, ví dụ cái áo thô thôi, chứ không phải áo tốt, không phải áo lụa hạt đông, áo này, áo vải, chỉ thô thôi. Cho cũng còn tiếc nữa, à, sao đây? Nhà thì kho đụng chắc đầy hết trơn, người ta tới sinh không cho. Có người họ lạ vậy đó. À, ở đây tổ kể nó cho mình thấy á. Bao nhiêu sự việc ngày tính đêm lo, khổ tứ lao thần đều từ tham nghiệp. Có đúng như không? Tại sao mình khổ? Tại sao mình lo? Tại vì mình tham á. Mình sẽ mất. Mình tối ngày bo bo mình giữ và đúng. Phải không tổ? Phật tổ là người có trí. Nói là trúng tim đen thì nó trơn. Ngài rất là rành. Đó. Rất rành. Tại sao mình lao thần? Suy tính á. Suy tính làm giàu. Và ngoài cái gì làm giàu ra rồi giữ gìn nó nữa. Thì tìm cách cất giữ nó chứ. Sẽ mất. Đào hố chôn. Bỏ tủ sách. Thật chắc. Mật mã đầy hết trơn. Là như vậy. Khổ tứ lao thần. Mà tại sao mình làm như vậy? Tại vì mình tham quá. Mình không tham thì đâu có những cái đó. Đúng. Mà tham như vậy, nè, nhắc nè, Phật tổ lên dạy mình, tham như vậy rồi khi mình xuôi tay mình có đem được không? Đem xuống mồ với mình được không? Không đúng không? Không. Vậy tham để làm gì? Còn cháu ạ? Mà chắc chắn nó hưởng được không? Chưa chắc. Chưa chắc mình giữ được. Chưa chắc gì để cho nó được. Cho nên quá lo xa đi. Phải nói là trần gian này có cái bệnh đó. Cá nhân mình tham rồi, mình còn muốn gậy cái lòng tham đó đối với giả cả gia đình mình nữa. Mình tham kinh khủng là như vậy. Nên là thế mình vô minh. Phật dạy cho mình rồi mình không biết. Nhưng cho mình dừng nó lại, lúc mình tô mình không biết. Mình cứ lao theo nó rồi. Mình cứ cho nó là phải mà. Mình cứ cãi lời Phật, nói, tôi phải tham, đặng tôi lo cho gia đình tôi, con cháu tôi, không có gì có lỗi cả. Thì tham đi rồi biết à. Lúc đó là Phật cô hết cách rồi, nói không chịu nghe. Nó hại là cái nghiệp đó nó dẫn mình đi. Vì đừng quên cái đó. Chứ không phải chết ngàn đó là nó hết đâu. Chính cái lòng tham đó, nó dẫn mình tới tâm đồ. Chịu khổ đi. Chứ đâu phải không chết là hết. Chết là hết là tà kiến rồi. Là ngoại đạo rồi. Chấp đoạn là ngoại đạo. Không hiểu gì đạo Phật trời. Mình chết nó đâu có hết đâu. Cái nghiệp của mình tạo á. Cái thần thức của mình nó đi theo cái thói quen đó. Đi vào những cái cõi ác. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Để mà chịu khổ. Nó tai hại là như vậy đó. Chứ không phải tới nó dừng. Nghiệm có phải không? Lúc đó kêu trời kêu đất. Phật giảng cho nghe, không biết dừng lại. Nếu mình vào tới mức độ đó thôi, để con cháu như đó thôi, được rồi, lo tu hành là khôn ngoan. Có những người ngoài đời họ khôn ngoan lắm nha. Cái đó không phải tham. cái đó hiểu sai. Không phải tham. Lòng từ bi của mình thương. Mình có của cải, mình giúp nó. Đâu phải tham. Cái đó mình biết chia sẻ, mình tốt chứ tham gì. Nó ngược lại với tham đó. Nó hiểu sai, sai từ rồi. Cái đó là cô mở rộng lòng cô ra mà tham gì. Cô biết chia sẻ người ta, đâu phải tham. Hiểu sai, đó không phải tham. Nên những cái từ ngữ học phải biết rõ. Đừng có đánh đồng những cái quan niệm sai lầm đó. Mình biết chia sẻ còn tham gì nữa. Chia sẻ tức là mình bớt của phần mình giúp người ta mà tham gì.
nó phải tham. Hiểu ý cô rồi. Cô nên nhớ, những người tu chân chính họ không có buồn khổ đến những chuyện đó, họ làm họ vui vẻ. Cô đừng quên, chứ không phải ai cũng như cô đâu. Đừng có lấy cái bụng của mình suy ra người khác. Mình làm mình phiền não chưa phải, chưa đúng. Mình làm từ thiện mình phải vui. Mình làm phiền não thôi đừng làm. Phật không bao giờ kêu mình làm để mình phiền não cả. Đúng không? Nhưng các sư làm đâu có phiền não, vậy mới nên làm chứ. Mình đã biết buông bỏ vật chất thì mình đâu phiền não làm cái gì. Còn mình làm cho dù mình cầu đó, mình cầu mình muốn được cái hơn nữa cho mình phiền não. Người ta làm không ưng, không vừa lòng mình cho mình phiền não. Đó là tại mình mưu cầu, mình có lỗi, mình tham đi. Còn cái này người ta đã buông bỏ, ta đem, ta chia sẻ, ta sang chia sẻ, sang sẻ thì đâu có tham, thì làm gì có chuyện buồn bực, đúng không? Chư sư, chư ni, chư tăng đi làm từ thiện, người ta biết chia sẻ thì làm gì có buồn bực. Hãy mình buồn bực là nó sai, mình phiền não là mình sai, tại mình ăn thua, mình vận dụng cái tâm của mình như vậy. Học đạo hiểu cho nó rõ, đừng đánh đồng với cái bụng của mình. Mình tưởng vậy là mình đúng là không có đâu, mình hiểu sai đi. Cũng như cô nói là những cái đó mà là tham là không đúng. Mình đã không tham nữa làm chứ. Mình đi chia sẻ người ta mà tham cái gì. Mình có cái lòng từ, mình mới chia sẻ. Tham thì đâu có chia sẻ. Mình để mình xài. Đúng không? Nó ôm hết cho mình. Mình muốn mình sung sướng mình. Đó là tham. Mình muốn cho mình được phì nhiêu đầy đủ. Tiện nghi vật chất, cái gì mình cũng có hết, ai tới xin mình không cho, đó là tham này, nay dài nè. Cái ngọn cỏ tư gai gì mình cũng không cho ai hết. Trời, mình chất đầy kho hết, không cho ai hết, đó là tham. Cho nên mình chia sẻ mà tham cái gì. Cho mình làm, trong khi mình làm như vậy, mình biết chia sẻ, mình vui chứ sao lại buồn, sao lại phiền não. Có thấy con bị nghịch lý chưa? Hễ mình còn phiền não, chứng tỏ là mình chưa có mở rộng lòng mình ra. Mình còn tham đấy. Mình còn muốn toan. Cho mà muốn toan. Cho mà mình muốn được cái quả trở lại. Còn cầu á, là tai hại lắm á. Bố thí mà trụ tướng đó. Cái đó là bố thí trụ tướng. Tại không biết đạo. Mình cho người ta, mình trong lòng mình nuôi cái ý định. À cho vậy kiếp sau mình sẽ giàu có hơn. Cho đồng muốn đựng tỷ, đó là tham đấy. Không nên có những cái tư tưởng đó. Mình chỉ mở rộng lòng mình ra thôi, đưa cho người ta. Thôi, đây là thôi. Không có suy nghĩ gì thêm nữa chứ. Không có cầu gì thêm. Có mấy người vô đó, có một Phật cho đủ thôi, mà chiều sinh cho chúng giấy số tỷ. Đó là tham. Phật không hề cho cái cầu tới mấy Phật cũng không cho đâu. Cho tức là Phật dạy mình tham sao? Không hề. Phật đâu không thần. Phật dạy mình trí tuệ mà. Đừng hiểu Phật không thần. Đừng có xin ông Phật gì trơn á. Chỉ xin cái pháp. Mà pháp thì có Chư Tăng thay Phật dạy cho rồi. Để học phải tu thôi. Chứ mình xin những cái vật chất nơi Phật là mình hiểu lầm. Hiểu lầm Phật đi. Tôi không phải tôi theo Phật. Tội nghiệp ông Phật đó. Đặt ông Phật vô cái vị trí không đúng đó. Nghe hiểu không? Đây là những cái mà phần lớn chúng ta sai lầm. Học Phật mà không biết những gì Phật dạy. Toàn là mê tín không? Mê tín tức là sao? Tin mà không có
căn cứ tin hoàng xiên, tin đại, tin đùa, nghe ai nói cũng tin, không có cơ sở gì hết. Đó là bệnh của người ít học à, thiếu tu ít học. Phần lớn quần chúng là như vậy, thích những cái chuyện lạ thế gian, những cái gọi là linh hiểm đó. Cái gì biết ma nó giỏi lắm. Ma là gì? Ma vương là ai? Thiền định rất cao, là những ông trời á, từng trời cao hơn trời ngũ dục, là lục dục thiên, cao hơn, ma vương cao hơn lục dục thiên, giỏi như vậy. Cho nên họ khống chế mà, khống chế cõi dục mà. Ma Ba Tuần khống chế cõi dục, ông mấy ông trời cõi dục là dưới tay vô Ma Tuần, Ma Ba Tuần hết. Ông có năng lực lớn như vậy, họ tu giỏi lắm chứ không phải thường thường. Đó. Cho nên trong kinh sách tôi nói Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, để hình dung ra cái ma đâu phải ma thường đâu, ma vương, Ma Ba Tuần tu giỏi lắm, ông biến thành Phật được mà. Ma Ba Tuần lắc mình cái biến thành Phật à? Hay vậy đó, gạt mình. Mình tôn tơ lo ma rồi bị ma gạt hết. Mình tin hoàng tin xiên á, là ma Ba Tuần gạt mình. Cho mình có một chút, rồi mình sẽ đi vào con đường ác, rồi mình khổ. Ma nó có năng lực đó, mà mình không biết, mình tưởng mình hay. Năng lực của ma lớn lắm. Thí dụ mình đang người bình thường vậy, Ma Ba Tuần khiến cho mình tự nhiên mình nói rất hay, mình giàu có lên, nó theo mình răng răng răng, cái mình tưởng mình cần thành Phật rồi. Không có đâu, một thời gian à, mất hết. Ma nó nhiếp là một cái, nhiếp thần thông nó là một cái, mình không còn gì hết chứ. Lúc đó mình trở thành một người bình thường, bất chợt nó khống chế mình mà. Học kinh Lăng Nghiêm rồi sẽ thấy rõ những cái Phật dạy rất rõ. Mình chưa học biết đâu, mình cứ tưởng mình hay hơn, có đâu. Thiếu pháp nhiều mây nhiều mưa, con khỉ cũng là ma đấy, ghê vậy đó. Ma nó khiến như vậy mà, nó có thể nhập vào trong tâm mình á, khiến cho mình như vậy. Rồi khi mà nó chán mình rồi, nó rời mình ra một cái, mình thành con người tầm thường, không còn gì hết, là thân bại danh liệt đi xuống luôn. Tại ông tăng bình thường có đi. Cho nên đường tu không phải dễ đâu, là như vậy. Cho nên đòi hỏi phải học là như vậy. Mình tới mấy giờ con? Tới hả? Như vậy là mình qua được cái tội keo tham rồi ha. Là sao mình học cái tội nóng giận à, mình đi từng từ như thế, không nên đi nhanh chứ. Học đạo không nên đi nhanh à, chữ nghĩa này mình phải biết kỹ lưỡng, từ từ, đi chậm mà chắc, biết cho nó rõ ràng, ứng dụng vô chuyện tu hành là như vậy. Với mình khuyên tất cả, nhất là học thiền, mắc như bệnh, thấy mình hay không à? Tại vì mình động kỹ á, nguy hiểm cực kỳ, không nên như vậy đâu. Quý vị mà học kỹ rồi quý vị sẽ thấy sợ đấy, sợ đấy. Nhờ vậy cho nên chư tổ chỉ sợ mình lui sụp, cho nên chư tổ thường khuyên mình phải nhận ra được cái trong tâm Phật mình trước cái đi, tại vì mình có niềm tin, rồi sau đó mới tu tiếp được. Mình mới có cái niềm tin rồi mình mới không lui sụp. Chứ nói con đường Phật mà dài lâu á mình sợ, nói theo kinh điển dài lâu lắm gì vậy? Khó nữa. Phật còn kể hết ra, mình đem dạy hết trong kinh ra, quý vị sợ quý vị không dám tu, khó quá. Cho nên đối với những cái mức độ cao đâu khoan có nói quý vị không dám tu đâu, không làm nổi. Nội làm cấu ma vương thì mình làm còn chưa được, cái thiền định cũng cao ma vương, ông trời mà lục dục thiên còn thấp hơn ma vương đấy, nhớ vậy. Mà mới biết cái lực, quy lực của ma vương lớn lắm ở ngoài thường. Chúng ta này chưa thoát khỏi bàn tay của ma vương, ông đang khống chế chúng ta hết. Là như vậy á, đâu có gì biết. Giờ thôi, khiêm tốn tu hành. Biết
vừa đủ thôi, ráng tu hành. Đó là về vị khôn đấy. Nếu vậy hồi hướng đó. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn Pháp mê môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.